Thì xin mến chào cô chú anh chị các bạn. Hôm nay là cái ngày làm lễ an vị Phật tại chùa Nha Sĩ Cũ, xã Vĩnh Phú, huyện Kiên Giang. Tượng Phật được gia đình một người anh ở bên Úc có thỉnh về đây 150 tượng Phật để nhờ sư an vị Phật, rồi mời bà con cô bác lên để thành tượng Phật về thờ. Ở đây có tượng Phật Thích Ca cũng như tượng Phật Quan Âm rất là đẹp. Hồi còn trời sao nữa nè, nếu mà không có mưa thì mình khỏe, chứ sợ mưa nữa. Mưa mới bãi đâu lại được hay sớm. Mình để nó để trong thùng thì sẽ thích là khó, còn mình lên. Thank you.
Sáng mai mới là phát tâm nhiều và xin thần cảm ơn với cô Pháp Anh Trị ở trong và ngoài nước và phát tâm cho Phật tử và xin chân thành cảm ơn. Từ trong đó sư cũng đại diện cho Hứa Thiện
để phát tâm cho bà con mình theo gia đình thích mẫu nào đó thì mình cho Phật tử mình thỉnh đi. Xin chân thành cảm ơn, xin chúc đến gia đình và phát tâm cúng dường tượng Phật Thích Ca và Phật Quan Âm được dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, hơn cả năm pháp thiết mệnh của Đức Phật sống lâu sức tốt, an vui, sức mạnh, trí tuệ đến gia đình. Xin chân thành cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư ơi, hôm nay con đến chùa thì cũng nhờ sư làm lễ an vị Phật đó, rồi cũng sau đó thì cũng mời bà con lên để thỉnh tượng Phật về nhà thờ. Thì hôm nay con cũng thay mặt anh, một người anh ở bên Úc, thì anh cũng có nhờ con gửi đến sư 10 triệu coi như cúng dường cái chùa. Rồi qua đó thì cũng cảm ơn sư rất là nhiều đã giúp đỡ cho gia đình của anh để làm được cái tâm nguyện là thỉnh tượng Phật về chùa để gửi đến bà con thờ Phật hết sinh. Rồi sau đây thì con xin được gửi đến sư 10 triệu. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư chân thành cảm ơn đến gia đình của các anh chị ở bên Úc. Dạ. Để tiền 10 triệu để xây dựng nơi giảng đường của chùa Nha Sĩ Cụ hôm nay. Hôm nay đại diện bên gia đình thì có Đức Thiện để gửi tiền nhà sư 10 triệu để cúng dường xây dựng. Đêm hôm sư cũng đi xin lỗi bên gia đình vì trong chùa mình chỉ có 3 vị sư. Rồi đêm hôm chùa nào chúng ta làm lễ rồi mình thỉnh nhiều vậy không có sư nào qua giữ được. Rồi đêm hôm cũng Phật tử một số cũng xin thỉnh Phật Thích Ca với Văn Âm một số. Rồi sáng nay những cái chuyện và để gửi tiền cho sư để xây dựng chùa xong. Rồi để mình chỉ trao cho Phật tử để thỉnh tượng Phật tiếp nữa. Trước hết là sư xin chúc đến gia đình của các anh chị trong và ngoài nước luôn luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, làm ăn phát tài, hưởng của chúc mừng của Đức Phật là một năm đều là sống lâu sức tốt, ăn vui, sức mạnh, trí tuệ đến gia đình. Xin chân thành cảm ơn đến gia đình của ban chị ở bên Úc và Đức Thiện. Dạ, cảm ơn sư. Thì sau đây là cái phần sư mà bà con lên để thỉnh tượng Phật về đó, thì Thiện cũng xin quay một vài hình ảnh gửi đến cho quý vị khán giả cũng như là gia đình một người anh ở bên Úc để thấy được những hình ảnh mà những bức tượng anh đã tấm lòng đường xá xa xôi di chuyển về đây về trong chùa gửi đến cho bà con. Vì mình đi bằng bản thôi. Dạ.
Phật về nhà thờ. Video của thiền xin được khép lại tại đây. Như vậy là phần thỉnh tượng Phật của bà con cô bác cũng đã xong. Giờ này cũng cô bác cũng ngồi lại ăn cơm với trong chùa một tí nữa. Do thiền cũng bận công việc thành ra mình không thể tiếp tục quay phim được nữa, thì sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh rất là nhiều đã có tấm lòng Bồ Tát thỉnh tượng Phật về đây gieo duyên bà con ở xã Vĩnh Phú, ở chùa Nha Sĩ Cũ.